Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn những cái thông tin liên quan đến cái dự án BNB câu Wallet khai thác cái đồng câu. Thì ở đây thì trong suốt một ngày hôm nay thì mình đã nhận được rất là nhiều các cái thông tin của các bạn gửi tin nhắn riêng cũng như là bình luận và À, gửi ở trên cái nhóm cộng đồng của kênh à, về cái việc là à, đang lo no ngại về cái vấn đề đó là cái dự án à, bimbi câu là à, bị à, scam và à, có thể là không tiếp tục à, khai thác cũng như là tham gia vào cái kèo này nữa thì ở cái video này thì mình sẽ là cập nhật cho bạn cái à, cái nguyên nhân cũng như là cái cách khắc phục để mà chúng ta tiếp tục chúng ta khai thác cái cái kèo BNB CoWallet này thì đây là một trong những cái kèo khai thác ở trên ứng dụng uh, Telegram và mình cũng là tin tưởng nhất uh, ở cái kèo này bởi vì là cái dự án này thì là nó uh, cái cách phát triển và uh, cách hoạt động của nó cũng khá là chuyên nghiệp và khá là chi tiết cập nhật rất là đầy đủ và mọi cái thông tin nó không như các cái dự án khác uh, cho nên là mình cũng đặt niềm tin khá là nhiều vào cái dự án này và cái dự án này thì cũng cách khai thác của nó thì cũng tương tự như là cái kèo khai thác cái đồng hot ở trên cái ví Leo Wallet hay là kèo khai thác cái đồng VRT thì nó cũng tương tự như vậy. Cái thông tin cụ thể thì về cái việc mà bị gặp phải cái sự cố cũng như là cách khắc phục thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn, cứ đây cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm và sau cái video này thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục chúng ta khai thác bình thường. À, mình sẽ dịch sang cái phần tiếng Việt cái nội dung mà à, dự án đã thông báo ở trên cái Twitter cũng như là ở trên cái nhóm Telegram để cho các bạn nắm được. Thông tin cụ thể như sau. Cập nhật bảo mật quan trọng dành cho người dùng Phí lạnh BNB. Kính gửi à, cộng đồng của ví lạnh BNB. Do sự cố do sự phổ biến quá mức của dự án ví lạnh BNB, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng liên kết truy cập ứng dụng nhỏ của chúng tôi đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công độc hại của các đối thủ cạnh tranh và chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng chúng tôi đã thực hiện hành động ngay lập tức để bảo mật cho hệ thống của mình và tài sản cũng như là dữ liệu của tất cả mọi người được an toàn và không bị ảnh hưởng. Và đây là những gì bạn cần phải biết thứ nhất là về tài sản của người dùng được bảo mật và hãy yên tâm tính bảo mật của ví lệnh của bạn và số dư ở ở trong uh, cái tài khoản của bạn sẽ không bị xâm phạm và chúng tôi có các biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin và tài sản của bạn cái thông tin thứ hai là liên kết truy cập mới để mà truy cập và tiếp tục ở ví lệnh của bạn mà không bị gián đoạn và vui mừng vui lòng sử dụng liên kết mới thì ở đây họ cung cấp cho chúng ta cái liên kết mới thì mình sẽ để cái liên kết này ở dưới phần mô tả của video để chúng ta kích lại và chúng ta uh, tiếp tục chúng ta đào nhé và chúng tôi khuyên bạn nên đánh dấu liên kết này để sử dụng trong tương lai, chứ là chúng ta sẽ lưu lại và chúng ta xóa cái liên kết cũ và chúng ta lưu lại cái liên kết mới để chúng ta tiếp tục chúng ta khai thác ở trong tương lai và chúng tôi xin lỗi vì bất sự uh, bất tiện này uh, đã mang đến cũng như là xảy ra với tất cả mọi người và xin cảm ơn cũng như là tiếp tục tin tưởng vào cái ví lệnh Biên Bi đó và đấy là cái thông tin uh, về giải đáp về cái vấn đề mà trong cái suốt cả ngày hôm nay và các bạn không truy cập được vào app và dẫn đến cái việc hoang mang cho người dùng đó và một cái thông tin tiếp theo uh, mình cũng chia sẻ đến cho các bạn luôn Xin chào cộng đồng khí lạnh BNB đây là cái thông tin mới nhất các bạn nhé Xin chào toàn thể thành viên của bộ tộc hôm nay đánh dấu một ngày quan trọng để nhận được token lạnh ở trong bộ lạc Tốc cần lạnh là cái cái, cái token câu ạ tôi còn uh, token là siêu là các bạn nhé và đừng bỏ lỡ cơ hội nhận phần thưởng của bạn và đây là lời nhắc cuối cùng của bạn và bây giờ bạn có thể nhận mã thông báo lệnh của mình bắt đầu từ ngày hôm nay và hãy hành động ngay để mà làm bắt cơ hội với ví lệnh bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và hãy yên tâm ví của bạn được tăng cường chống lại mọi hình thức tấn công và hãy tiếp tục ủng hộ và cùng nhau tham gia vào hành trình của chúng ta nhé cảm ơn tất cả mọi người đó, trên đây là cái phần các cái phần uh, thông tin uh, của dự án đã cung cấp vậy thì uh, mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả của video và cái cách khắc phục thì cụ thể như sau thì uh, khi các bạn kích vào cái link mình sẽ ghim cái link này dưới phần mô tả video nhé thì khi các bạn kích vào link nó sẽ ra cái như thế này nó sẽ ra cái trang như bắt đầu ngày xưa mà mình mới tham gia vào dự án nhé đó thì các bạn kích vào cái nút Start này cho mình này đó các bạn kích vào đây rồi tiếp theo thì các bạn sẽ kích vào cái chữ open wallet nếu như các bạn muốn join vào cái nhóm telegram của họ để mà chúng ta tham gia và chúng ta chừng cập nhật các thông tin mới thì các bạn kích vào đây còn các bạn lấy link mời bạn bè đây là cái link mới nhé link mới nó khác hẳn với link cũ thì cái link này thì mình sẽ ghim dưới phần mô tả của video để các bạn kích vào và chúng ta tiếp tục đào rồi và tất cả các cái thông tin cũng như là số dư của bạn nó vẫn được khôi phục các bạn kích vào open wallet này để chúng ta đi vào bên trong các bạn kích vào nút start Nó vào bước này thì nó sẽ vào trong cái ở bên trong của chúng ta và mọi cái số dư của chúng ta nó vẫn đủ và không thiếu một đồng nào thì các bạn kích vào cái phần nó có cái chữ full đây các bạn kích vào nút check này nó cập nhật tin tức và các bạn quay trở lại đây các bạn nhấn nút cờ và các bạn kích vào đây nếu như các bạn có tuyến dưới thì các bạn nhấn nút nhấn nút cờ cái phần thưởng à, tuyến dưới mời của đây là phần thưởng của À, tuyến dưới à, hoa hồng ấy khi mà các bạn mời bạn bè tham gia thì nó sẽ có cái phần thưởng này đó các bạn có thể làm bất kỳ lúc nào khi mà nó có cái số dư và cái phần botter này thì các bạn cũng biết rồi mình cũng giới thiệu rồi, ở đây thì chúng ta tăng cái bộ chứa của uh, cái đồng COLD hoặc là các bạn có thể là tăng cái sức mạnh khai thác lên, sử dụng chính bằng cái đồng uh, Token mà chúng ta khai thác được và cái mất season ở đây thì nó sẽ có cái phần nhiệm vụ ở cái nhiệm vụ ở đây nếu như các bạn Hoàn thành các nhiệm vụ thì chúng ta sẽ cờ làm được cái đồng siêu Nếu như bạn lưu ý là cái phần này nó sẽ có à, các cái nhiệm vụ liên tục, ấy. chúng ta cố gắng chúng ta hoàn thành để chúng ta nhận cái đồng token của họ. Và đây là những cái phần nhiệm vụ mà mình đã làm và mình đã nhận được cái phần thưởng nhé. Đó thì à, các bạn cố gắng chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ này và chúng ta cờ làm thường xuyên. À, nếu như các bạn không nâng cấp cái botter, chúng ta có thể là hai tiếng chúng ta vào bấm thu hoạch một lần. Và ở đây thì mình có tạo một cái nhóm và cái nhóm này là cái gọi là cái bộ tộc và khai thác theo bộ tộc. Thì các bạn xem vào cái nhóm này thì mình cũng sẽ ghim cái link này. Những cái nhóm này thì nó chỉ giới hạn hiện tại thì nó chỉ giới hạn 50 thành viên và hiện tại thì thành viên đã đã đầy rồi. Cho nên là uh, hiện tại thì các bạn không thể là truy uh, cập vào được. Đây là cái phần thưởng tổng cái số phần thưởng mà uh, của cả bộ tộc khai thác được đây. đó và cái phần nhóm của telegram đây là đây là cái nhóm cộng đồng của mình đó là các bạn nào có cái tuyến dưới thì chúng ta có thể là tạo riêng một cái nhóm cộng đồng để cho chúng ta tiếp tục khai thác rồi vậy thì chúng ta làm sao để chúng ta lưu uh, lại được cái ninh này thì các bạn nhấn mũi tên này đây chúng ta bách lại các bạn bấm vào đây cho mình các bạn bấm vào đây chúng ta sẽ nhấn vào add home chúng ta sẽ lưu cái này cái này vào trong màn hình đó và chúng ta sẽ thay thế cái trang cũ nhé đây các bạn vào cái trang cũ của các bạn đây mình sẽ vào cái trang cũ nhé thì các bạn nhấn nút lam này nó sẽ báo trắng như này chúng ta sẽ không thể là lam được và nó sẽ có cái chữ scam ở đây tức là cái dự án của họ đang bị tấn công cho nên là cái link bot này nó không còn có tác dụng nữa chúng ta xóa nó đi đó ở đây thì mình đang có hai cái link thì các bạn xóa nó đi cho mình các bạn xóa đi mình có hai tài khoản telegram mình tham gia hai cái đào song song hai tài khoản và sau khi các bạn xóa xong thì chúng ta sẽ lôi cái link mới vào ở đây đó thì các bạn lôi cái link mới vào đây và các bạn bấm vào đây các bạn nhấn open và chúng ta lại vào lại chúng ta tiếp tục khai thác cho các cái lần tiếp theo ok thì video này thì mình xin kết thúc tại đây cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé